Cộng đồng mạng Việt vừa được một fan dậy sóng khi phát hiện một video ghi lại cảnh cô gái Hàn Quốc mặc trang phục truyền thống của Việt Nam nhưng quên không mặc quần, liên tục tạo dáng phản cảm với trang phục áo dài. Sau khi bị phản đối mạnh mẽ, mới đây chủ kênh YouTuber này bất ngờ đăng thông tin công khai xin lỗi ngay trên kênh YouTube cá nhân. Đoạn clip dài 40 giây có nhan đề To the Vietnamese, tức là gửi đến người Việt Nam, được đăng tải hôm 5 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Cụ thể, phía này gửi lời xin lỗi bằng tiếng Anh thông qua phụ đề trong video như sau. Gửi đến người Việt Nam, chúng tôi thành thật xin lỗi người Việt, những người đã vô cùng giận dữ với kênh video của chúng tôi. Video đó đã được xóa đi và những đoạn clip khác có liên quan đến trang phục áo dài cũng được cắt bỏ. Tôi muốn làm rõ vấn đề rằng video trên không được làm ra với ý đồ bôi nhọ áo dài, trang phục truyền thống của người Việt Nam. Tôi tôn trọng văn hóa truyền thống của Việt Nam, tôi thành thật xin lỗi người Việt. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip xin lỗi vụ mặc áo dài không quần của nữ YouTuber này đã nhận về hơn 4.000 lượt xem và rất nhiều phản hồi. Bên cạnh những lời góp ý, nhiều người dùng còn thẳng thắn chỉ trích, cho rằng lời xin lỗi của chủ kênh chưa thật sự chân thành. Một cư dân mạng khẳng định, về hình ảnh mặc áo dài không đúng như cách ăn mặc của Việt Nam thì tôi không thể chấp nhận nổi. Bạn mặc như thế là sỉ nhục trang phục truyền thống của chúng tôi. Là một công dân Việt Nam, tôi sẽ luôn ủng hộ những điều đúng đắn và phản đối những vấn đề tiêu cực, sai sự thật về đất nước mình. Một người dùng khác cũng nêu quan điểm. Bạn thậm chí còn không dùng giọng thật của mình để nói lời xin lỗi trong video. Đây không chỉ là vấn đề con người mà còn ảnh hưởng đến cả quốc gia. Như vậy không đủ để có một lời xin lỗi đàng hoàng à? Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi bạn làm bẩn hình ảnh áo dài. Mặc dù đã xin lỗi nhưng lời xin lỗi được đánh giá là chưa đủ chân thành vẫn không làm người Việt Nam nguôi giận và tha thứ. Còn ý kiến của các bạn thì sao?